Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh và chị đến từ team học văn chị Hiên. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhé. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập và học những kiến thức liên quan đến vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ là một trong những phần kiến thức rất trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 9 kỳ 1 của chúng mình, đúng không nào? Và trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về nhân vật Vũ Nương các em nhé. Liên quan đến nhân vật Vũ Nương, chúng ta có hai nội dung chính. Thứ nhất, đó chính là về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Thứ hai là số phận bất hạnh của nhân vật này. Và trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Theo như chúng mình đã đang nhìn thấy ở trên màn hình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chị vừa lắng nghe này, vừa ghi chép và theo dõi ở trên màn hình để chúng ta ghi nhớ những phần kiến thức quan trọng. Các em đồng ý không nào? Xin chào các bạn. Rồi, các em ơi, bây giờ bắt đầu vào bài học thì các bạn chúng ta sẽ cùng dành ra một ít phút ghi nhớ và chúng ta hãy nhớ lại trong đầu những kiến thức liên quan đến Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ các em nhé. Trước tiên này, khi mà chúng mình cần phải phân tích về vẻ đẹp của một nhân vật, trước khi đi vào phân tích chi tiết, các bạn hãy nhớ là đối với mỗi phần phân tích sẽ có 3 ý cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây của chúng mình là vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nhưng trước khi đi vào phân tích vẻ đẹp thì các bạn hãy khái quát những thông tin liên quan đến tác giả Nguyễn Dữ này, liên quan đến Chuyện người con gái Nam Xương và sau đó chúng ta dẫn dắt để nhấn mạnh về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương các em nhé. Rồi, luận điểm thứ hai là chúng mình sẽ bắt đầu bắt tay vào phân tích. Và trong phần phân tích về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, chị sẽ chia ra thành hai ý cơ bản. Ý thứ nhất là vẻ đẹp về ngoại hình và ý thứ hai là vẻ đẹp về phẩm chất. Và cuối cùng, sau khi chúng mình phân tích xong thì các bạn sẽ đánh giá. Ở đây là chúng mình sẽ đánh giá chung, một cái nhìn chung về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Và đặc biệt, đừng quên đưa ra những cảm nhận của chúng mình về tấm lòng nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ trong việc khắc họa thành công những vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương mà chúng ta vừa mới phân tích nhé. Đồng ý với chị không nào? Rồi, vậy thì với ba ý cơ bản như thế này, chúng ta sẽ bắt tay vào làm từng phần một nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. Chúng mình còn nhớ, nhà văn Nguyễn Dữ là một nhà văn, là một cây bút rất nổi tiếng của nền văn học trung đại Việt Nam, đúng không nào? Tuy rằng là các tác phẩm để lại của ông chỉ duy nhất có tập truyền kỳ mạn lục thôi, nhưng với tập truyền kỳ mạn lục ấy, Nguyễn Dữ đã trở thành người khai mở, đã trở thành một trong những cây bút đầu tiên viết với cảm hứng nhân đạo, thay thế cho cảm hứng yêu nước. Vậy thì trong tập truyền kỳ mạn lục, chúng ta không thể không kể đến Chuyện người con gái Nam Xương, đúng không nào? Một câu chuyện mà tác giả viết dựa trên cốt truyện gốc của dân gian đó chính là Chuyện vợ chàng Trương. Tuy nhiên, những sáng tác của Nguyễn Dữ là vô cùng đáng kể. Ở đây chúng mình có thể mượn một lời nhận định của tác giả Nguyễn Đăng Na để đưa vào trong bài viết của mình, để ta thấy rằng là gì ạ? Qua số phận của nhân vật của mình thì Nguyễn Dữ đã gửi tới đời sau một thông điệp. Ở thời đại của ông thì không một người phụ nữ nào có hạnh phúc cả, dù họ có sống theo kiểu nào đi chăng nữa. Ngoan ngoãn, thủy chung, làm trọn phận người vợ, người mẹ hay là phá phách thì cái chết cả về vật chất lẫn tinh thần đều là chung cục cho mọi kiếp đàn bà. Ở đây, lời nhận định đã khái quát được toàn bộ những nội dung cả về hiện thực và cả mang giá trị nhân đạo trong các tác phẩm của tác giả Nguyễn Dữ, đặc biệt là những câu chuyện mà ông viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đúng không các bạn? Đó, chúng mình có theo dõi kịp không nào? Thế thì sau khi chúng mình khái quát xong về tác giả, tác phẩm rồi thì bây giờ chúng mình sẽ giới thiệu về nhân vật mà chúng ta sẽ đi phân tích. Trước khi giới thiệu ấy, để cho phần văn của mình trở nên hài hòa này, trở nên liền mạch thì các em có thể khái quát những nội dung liên quan đến Chuyện người con gái Nam Xương. Chị lấy ví dụ chúng mình có thể viết như thế này. Sau khi trích nhận định của tác giả Nguyễn Đăng Na nhá, chúng ta có thể viết rằng là gì ạ? Và Chuyện người con gái Nam Xương là một tác phẩm tiêu biểu hoặc là một câu chuyện tiêu biểu mà ngòi bút Nguyễn Dữ đã thấm thía để rồi nói lên tiếng nói nhân đạo hướng về người phụ nữ trong xã hội xưa. Sau đó chúng ta viết tiếp nhá. Sau đó chúng mình có thể viết tiếp là gì ạ? Câu chuyện kể về nàng Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, đúng không? Tính đã thùy mị, nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp.
Nhưng người phụ nữ có tư dung tốt đẹp ấy lại mắc phải một nỗi oan tày đình, đã bị chồng nghi oan để rồi phải chấp nhận tìm đến cái chết để chứng minh cho sự trong sạch. Ngòi bút nhân đạo của Nguyễn Dữ đã không để cho số phận của Vũ Nương kết thúc một cách đầy oan nghiệt như thế. Ông đã sáng tạo thêm những chi tiết kỳ ảo, coi như, đúng không nào, là một lời bênh vực, là một lời an ủi đối với phận người phụ nữ xưa. Rồi, sau đó thì chúng mình nhấn mạnh là gì ạ? Vũ Nương trước hết để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc bởi những vẻ đẹp về cả ngoại hình và phẩm chất tâm hồn bên trong. Đó, được chưa nào? Sau khi chúng mình khái quát xong như vậy thì chúng mình sẽ bước sang phần phân tích các em nhé. Cái phần khái quát này có vai trò như thế nào? Ở đây chị muốn nhấn mạnh một chút xíu. Phần khái quát ý, thì có thể ở trên lớp chúng mình không hay viết vào trong bài đâu. Nhưng các em thử đặt một câu hỏi như thế này. Một bài văn của chúng mình nếu như giống như việc chúng ta đưa bạn đọc đi khám phá một ngôi nhà đi. Thế thì mở bài sẽ là lúc mà chúng ta mở cánh cửa ra. Thế thì thay vì việc là các em khiến cho bạn đọc chúng ta gọi là đi ngay vào từng căn phòng, thì các bạn hãy đem đến một cái nhìn tổng quan, hãy để cho bạn đọc có một cái nhìn bao quanh ngôi nhà mà vừa mới bước vào. Thì như vậy có phải là bài văn của chúng mình sẽ nhịp nhàng hơn không? Có phải là cái chuyến hành trình mà chúng ta đưa bạn đọc đi khám phá sẽ đem đến nhiều những ấn tượng hơn không? Sẽ giúp cho bạn đọc đi từng bước. Thì ở đây cũng như vậy, phần chúng ta khái quát cũng là đem đến cho bạn đọc một cái nhìn bao quát về toàn bộ bài văn của chúng mình. Được không nào? Về toàn bộ bài văn của chúng mình để bạn đọc biết được rằng là ở đây em đi phân tích điều gì và vấn đề đó thì nằm trong tác phẩm nào, tác giả viết ra tác phẩm đó có những điều gì đặc biệt. Được không? Nhá. Thế thì sau khi mà nắm được vai trò của luận điểm khái quát xong thì bây giờ chúng ta bước sang phần phân tích thôi. Nói gì thì nói thì phần phân tích vẫn luôn là phần quan trọng nhất và đây là phần mà các em quan tâm nhiều nhất, đúng không nào? Vậy bây giờ nhá, trước khi chị triển khai những luận điểm ra đây, các bạn hãy cùng nhớ lại nào. Về nhân vật Vũ Nương thì chúng ta sẽ có những vẻ đẹp nào đây? Chắc hẳn là điều ấn tượng nhất với chúng mình sẽ là vẻ đẹp về phẩm chất, đúng không? Là một người phụ nữ đoan trang, thùy mị, nết na, đứng đắn, trong sạch và đặc biệt là rất giàu lòng tự trọng. Thế nhưng có một điều ở đây có thể Nguyễn Dữ không nhấn mạnh nhưng ta vẫn nhận ra được điều đó, chính là về vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương các em nhé. Nào, bước vào luận điểm phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Trước tiên là chúng ta ấn tượng về vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật này. Ngay từ đầu tác phẩm thì Vũ Nương đã được giới thiệu là gì ạ? Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Dương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Phần giới thiệu trực tiếp ấy cũng đã khiến chúng ta hình dung ra được chân dung của một người con gái xinh đẹp rồi. Và không thể phủ nhận, chính với dáng vẻ xinh đẹp cùng với cả phẩm chất tốt đẹp đó thì Vũ Nương thì yếu tố đó chính là yếu tố quan trọng để mà chàng Trương Sinh đem lòng yêu mến và xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới Vũ Nương về làm vợ. Bên cạnh việc giới thiệu trực tiếp thì tác giả Nguyễn Dữ còn khéo léo gợi mở vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh là như vậy đó. Nhưng có thể thấy vẻ đẹp ngoại hình là một yếu tố mà Nguyễn Dữ không chú trọng nhiều, mà quan trọng hơn này, ông muốn nhấn mạnh về vẻ đẹp phẩm chất, về tâm hồn và tính cách của nhân vật Vũ Nương. Các bạn có đồng ý với chị điều đó không? Chắc chắn rồi, đúng không nào? Điều mà chúng mình ấn tượng nhiều nhất về Vũ Nương chính là vẻ đẹp về tâm hồn và tính cách. Trong phần vẻ đẹp về tâm hồn và tính cách, khi chúng mình, nếu như chúng mình sử dụng sơ đồ tư duy thì các bạn nhớ có những ý chính như sau cho chị này. Chúng ta có thể vẽ ra những nhánh như sau. Thứ nhất, Vũ Nương là một người phụ nữ đoan trang, thùy mị. Ta đã biết, tác giả Nguyễn Dữ giới thiệu một cách trực tiếp về nhân vật Vũ Nương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Phần lại thêm ấy, đúng không nào? Và phần giới thiệu ấy khiến chúng ta ấn tượng mạnh mẽ về phẩm chất của nàng. Và tiếp sau đó những chi tiết đã làm rõ hơn, đã làm hiện thực hóa tất cả những lời giới thiệu của tác giả. Đúng không? Chúng ta còn nhớ trong cảnh tiễn đưa chồng, Vũ Nương đã có cách cư xử và có những cái lời nói mà cho thấy được sự khéo léo. Rằng là gì? Vũ Nương biết được rằng là Trương Sinh tuy rằng là người chồng đấy nhưng mà có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, nên với cách cư xử khéo léo của nàng thì hai vợ chồng đã không bao giờ phải đến thất hòa. Đặc biệt hơn nữa, Vũ Nương có cách nói năng rất khiêm nhường và nhã nhặn, thể hiện sự hiểu biết về bổn phận của người vợ. Điều này ta có thể phân tích kỹ trong lời tiễn dặn, trong cái lời tiễn đưa của Vũ Nương khi mà Trương Sinh lên đường ra mặt trận các em nhé. Các
Khi mà Trương Sinh lên đường đi lính ấy, thì Vũ Nương đã rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: "Đó, chàng đi chuyến này thiết chẳng dám mong đem được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa thì chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ, không có cánh hồng bay bọng." Toàn bộ lời nói đó của Vũ Nương các em đừng bỏ qua nhé, bởi ở đây chất chứa rất nhiều những vẻ đẹp trong phẩm chất của nàng. Thứ nhất, ta thấy được rằng trong toàn bộ lời nói này, Vũ Nương một lòng một dạ hướng về Trương Sinh. Nàng hiểu cho Trương Sinh và cái ước mơ lớn nhất của nàng chỉ là gì ạ? Không phải là vinh hoa phú quý, không phải là mong ấn phong hầu mặc áo gấm trở về quê cũ, mà tất cả những điều nàng mong ước chỉ đơn giản là hai chữ bình yên đối với người chồng của mình, đối với gia đình của mình mà thôi. Đúng không? Hết sức khiêm nhường và nhã nhặn là như vậy. Thêm nữa, ở trong tình cảnh của Vũ Nương lúc bấy giờ, nàng đủ hình dung ra tất cả những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt khi mà chồng không có nhà. Thế nhưng trong lời nói của nàng không có bất cứ một câu từ nào là nàng than vãn cả. Tất cả đều hướng về Trương Sinh, là đầu tiên là thể hiện sự thấu hiểu này, thể hiện mong muốn, và sau đó là thể hiện nỗi nhớ mong khi mà Trương Sinh vắng nhà. Tất cả những lời lẽ ấy khiến cho những người chứng kiến buổi chia ly và khiến cho chúng ta khi nghe đến đây, khi đọc đến đây cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Đúng không nào các bạn? Những lời nói đó rất mực thước, rất khiêm nhường và nhã nhặn. Đấy chính là một trong những biểu hiện để thể hiện cho phẩm chất đoan trang, thùy mị, nét na của nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Được không nào? Chúng mình hãy biết bám vào các chi tiết, bám vào những từ ngữ mà tác giả sử dụng, đặc biệt là những lời thoại của nhân vật, bởi đây là sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ đấy. Trong truyện gốc Vợ Chàng Trương sẽ không có những lời thoại bay bổng như vậy đâu, mà ở đây Nguyễn Dữ đã như nhập tâm vào nhân vật Vũ Nương để có những phần lời thoại vừa thể hiện được tấm lòng của nàng, lại vừa cho thấy được phẩm chất tốt đẹp của nhân vật này nữa các bạn nhé. Rồi, đó là phẩm chất đầu tiên. Nhớ cho chị này, phẩm chất đầu tiên là đoan trang thùy mị. Phẩm chất tiếp theo của nhân vật Vũ Nương đó chính là tấm lòng hiếu thảo. Nàng đã tận tâm tận tụy bằng tấm lòng của một người con dâu để đối xử với mẹ chồng. Khi mà chồng không có nhà, một mình Vũ Nương phải cán đáng tất cả mọi việc. Thế nhưng tất cả mọi việc ấy đều được Vũ Nương hoàn thành bằng cái tâm, bằng cái tình của nàng, bằng tấm lòng của nàng. Tất cả điều đó được thể hiện trong lời trăn trối cuối cùng của bà mẹ. Các em còn nhớ không? Bà mẹ trong cái lời trăn trối cuối cùng vẫn gửi lời chúc phúc đến với cả Vũ Nương. Đúng không nào? Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét làm lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. À, cái sự chăm sóc của Vũ Nương chắc hẳn đã khiến cho bà mẹ vô cùng xúc động. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong xã hội phong kiến vốn là một mối quan hệ luôn tiềm ẩn, đúng không nào? Luôn tiềm ẩn, luôn dễ tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng bằng cách cư xử khéo léo của mình và bằng tấm lòng hiếu thảo của mình thì Vũ Nương đã khiến cho mối quan hệ ấy lại trở nên nặng tình nặng nghĩa biết bao nhiêu. Đó, được không? Chúng mình có thể phân tích như vậy nhá. Về tình cảm thì Vũ Nương đã hết lời thương xót, còn về bổn phận thì nàng lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra mình. Đó là tất cả những tình cảm cho thấy được tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương dành cho người mẹ chồng. Đúng chưa? Đó là phẩm chất thứ hai nhá. Tiếp tục này, phẩm chất thứ ba. Tất nhiên rồi, trong cái thiên chức của mình, trong bổn phận của mình thì Vũ Nương không chỉ là một người con dâu hiếu thảo, mà đặc biệt nàng là một người vợ rất thủy chung. Sống trong cảnh xa chồng như vậy, phải cán đáng biết bao nhiêu công việc như vậy, nhưng Vũ Nương vẫn một lòng hướng về Trương Sinh. Nàng cảm thông, trước tiên nàng cảm thông cho những nỗi gian nan, vất vả mà chồng phải chịu đựng nơi xa trường. Rồi nàng cũng một lòng một dạ thủy chung chờ chồng, nỗi buồn tủi nhớ thương chồng vỏ võ kéo dài qua năm tháng, ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn gốc bể chân trời không thể nào ngăn được.
Những hình ảnh ước lệ được tác giả Nguyễn Dữ khéo léo sử dụng ở đây để gợi lên cái nỗi nhớ và cũng là để gợi lên cái tấm lòng thủy chung của nhân vật Vũ Nương. Bên cạnh đó, ta cũng thấy được bức tranh hiện thực xã hội phong kiến lúc bấy giờ, đúng không các bạn? Khi mà những cuộc chiến tranh phong kiến nổ ra, những cuộc chiến tranh phi nghĩa nổ ra, khiến cho biết bao nhiêu đó những người chinh phu chinh phụ phải rời xa nhau. Và đây chính là tình cảnh lẻ loi của Vũ Nương ta đã thấy rồi đấy. Và để mà xóa bỏ mọi cái ngờ vực trong lòng Trương Sinh khi Trương Sinh quay trở về, Vũ Nương trong lời nói của nàng cũng đều mong muốn được khẳng định tấm lòng thủy chung và phẩm hạnh chân chính. Lời nói đầu tiên trước cái những cái lời mắng chửi của Trương Sinh, trước cái thái độ cáu gắt của Trương Sinh thì Vũ Nương đã nói như thế nào, các em còn nhớ không? Khi mà Trương Sinh biết được rằng khi mà Trương Sinh có cái mối hàm oan đối với cả Vũ Nương ấy, chàng ta chỉ một mực là về nhà mắng chửi nàng thôi, la lên cho hả giận thôi. Nhưng trước thái độ đó và bằng tấm lòng thủy chung của mình thì Vũ Nương vẫn rất mực thước, ân cần và thuyết phục Trương Sinh. Đó là gì? Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, dám xin cởi bỏ để bày tỏ mối nghi ngờ và mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Đúng không nào? Vũ Nương không hề có bất cứ một hành động nào gọi là mất nét hư thân như lời Trương Sinh nói. Nàng vẫn rất từ tốn, vẫn rất là ân cần, vẫn rất mực thước trong lời nói của mình. Tiếp tục, đối với lời giải thích của Vũ Nương này và thêm cả với lời thanh minh của họ hàng làng xóm nữa, nhưng tất cả đều không thể cởi bỏ mối hàm oan trong lòng của Trương Sinh. Đến lúc bấy giờ thì Vũ Nương vẫn một mực muốn khẳng định phẩm hạnh chân chính của mình. Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, đúng không? Đó, tất cả những lời nói của Vũ Nương chúng ta đều thấy nàng chỉ một lòng mong muốn khẳng định phẩm hạnh chân chính của bản thân mà thôi. Tất cả những điều đó chúng ta hiểu, nhưng Trương Sinh lại không hiểu. Tất cả những điều ấy người đời sau hiểu, nhưng Trương Sinh lúc bấy giờ lại không hiểu. Mà Trương Sinh lại chính là người có quyền ở trong cái gia đình này, nên Vũ Nương bằng tất cả sự nỗ lực của mình, nàng vẫn chẳng thể làm thế nào khác được. Và đây, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phẩm chất thứ tư của nhân vật Vũ Nương. Các bạn nhé, trước tiên chúng mình nhớ lại một vài những luận điểm trước về vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của Vũ Nương. Trước tiên là một người phụ nữ đoan trang, thủy mị, các em còn nhớ không? Đây, người phụ nữ đoan trang, thủy mị. Sau đó, Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo. Bên cạnh đó, nàng là một người vợ thủy chung. Và tất nhiên rồi, trong vị trí và trong vai trò của mình thì Vũ Nương còn là một người mẹ yêu thương con tha thiết. Chính cái trò chơi chiếc bóng ấy, chính cái trò chơi khiến cho Vũ Nương vướng vào cái nỗi oan tày đình ấy, lại là cái trò chơi xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ. Vũ Nương mong muốn phần nào bù đắp cho sự thiếu thốn tình cha đối với bé Đản, nên mới nghĩ ra cái trò chơi chiếc bóng ấy để mà hàng đêm chỉ vào bóng mình ở trên vách mà nói rằng đó là cha của Đản. Đó vừa là một dẫn chứng cho thấy tình yêu thương con của Vũ Nương, nhưng đó cũng vừa là một cái nút thắt của câu chuyện này, đúng không? Nhưng khi chúng mình phân tích về vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của Vũ Nương ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn dẫn chứng về chi tiết chiếc bóng để minh chứng cho tình yêu thương con của Vũ Nương các em nhé. Được chưa? Rồi, đó là 4 phẩm chất rất cơ bản. Bên cạnh đó này, các em đừng bỏ quên phẩm chất thứ 5, là một phẩm chất vô cùng đặc biệt và là một phẩm chất rất đáng trân trọng của nhân vật Vũ Nương, là một người phụ nữ sống trong xã hội xưa, trong xã hội phong kiến, trong cái xã hội mà quyền lợi, đúng không nào? Trong cái xã hội mà tiếng nói của người phụ nữ dường như không hề có. Tất cả đều phụ thuộc vào người đàn ông, tất cả đều bị điều khiển bởi những cái thế lực bên ngoài, họ không thể làm chủ cuộc sống của mình. Thế nhưng ở Vũ Nương ta luôn luôn trân trọng bởi nàng còn có tấm lòng giàu tự trọng, giàu tình nghĩa nữa. Cái phẩm chất giàu lòng tự trọng của Vũ Nương là một điểm sáng mà Nguyễn Dữ đã nhấn mạnh rất rõ ở trong chuyện Người con gái Nam Xương các bạn nhé. Trước tiên ta có thể thấy này, khi mà Vũ Nương biết rằng là mình bị oan, thế nhưng mà không thể cứu vãn được ý. Mặc dù nàng đã cố gắng hàn gắn hạnh phúc gia đình rồi, nhưng nàng vẫn nhận thức rất rõ về hiện trạng gia đình bây giờ đã tan nát rồi. Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió.
Đó, cái nhận thức ấy của Vũ Nương để cho chúng ta thấy được rằng là ở đây mặc dù mong muốn lớn nhất của Vũ Nương là có một gia đình hạnh phúc bình yên, nhưng không phải vì mong muốn ấy mà nàng chấp nhận sống trong sự gièm pha, không phải vì mong muốn ấy mà nàng chấp nhận mang trong mình những cái lời lẽ không đúng, mang trong mình cái nỗi oan không đúng, đúng không các bạn nhá? Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi mà than với cả trời đất, nói với người, người không hiểu, bây giờ tìm cách nói với trời, bởi vì ông trời là chứng nhân duy nhất, bởi vì ông trời dường như bây giờ là vị quan tòa công bằng duy nhất để thanh minh được cho phẩm chạy của Vũ Nương. Thì trong lời than với trời, các em còn nhớ Vũ Nương nói như thế nào không? Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con dẫy bỏ, tiếng chịu nước nhơ, đúng không? Đó, trong cái lời nói đó thì chúng ta thấy được gì? Đây vừa là một lời than vãn nhưng cũng vừa là một lời khẳng định để cho thấy Vũ Nương luôn luôn tin rằng mình bị oan. Mặc dù nàng bị đẩy đến bước đường cùng đấy, nhưng Vũ Nương không chọn cách đầu hàng. Vũ Nương vẫn luôn luôn quyết tâm là giữ trọn cái tấm lòng tự trọng của mình. Bởi thế, thế nên sau khi than vãn với trời đất, sau cái lời thề đầy khẳng khái với trời đất như thế, Vũ Nương đã chọn cho mình cái chết để giữ trọn danh tiết. Đúng không? Cái chết của Vũ Nương, cái hành động quyên sinh của Vũ Nương đau lòng lắm, nhưng đó cũng là một minh chứng rõ ràng nhất, một cái minh chứng gọi là minh chứng mãnh liệt nhất để chứng minh rằng Vũ Nương luôn luôn muốn giữ trọn tấm lòng tự trọng của mình, quyết không để cho tấm lòng của mình, quyết không để cho lòng tự trọng của mình bị vấy bẩn, đúng không? Quyết không để cho tấm lòng trinh bạch của mình bị vấy bẩn. Đó, tất cả những dẫn chứng ấy các bạn hãy bám sát để mà chứng minh được trong bài viết của mình các em nhé. Được không? Chúng ta hãy bám sát vào những dẫn chứng như vậy để chúng mình đưa vào trong bài viết và phân tích thật là kỹ. Phần phân tích văn xuôi khó ở chỗ là chúng ta hay dễ bị vướng vào cái lỗi là kể qua quá nhiều, kể ra quá nhiều các dẫn chứng mà không phân tích được. Thế thì dựa vào những ý mà chị đã ghi ở đây, các bạn hãy triển khai để có được những phần phân tích chi tiết nhé. Không phải là ta đang kể lại tác phẩm, mà ở đây là ta phải đi phân tích, đúng chưa? Là ta phải chia tách những lời nói hay là những hình ảnh mà tác giả sử dụng thành những nội dung nhỏ và cảm nhận về từng nội dung ấy. Nhớ chưa nào? Rồi, và ở đây với tấm lòng giàu lòng tự trọng và trọng tình nghĩa của Vũ Nương, ta còn thấy được thể hiện ở trong những chi tiết cuối bài. Khi mà Vũ Nương được Linh Phi cứu giúp và được gặp Phan Lang ở dưới thủy cung ấy, thì cái cuộc trò chuyện giữa Phan Lang và Vũ Nương ta cũng thấy được rất rõ vẻ đẹp phẩm chất của nàng. Ở đây nàng rất coi trọng tình nghĩa, mặc dù là nàng biết mình bị oan, mặc dù ban đầu thì không muốn quay trở về, thế nhưng vì tình nghĩa và cũng là vì cái tấm lòng hướng về quê hương nên là Vũ Nương cũng đã đồng ý quay trở về. Đúng chưa? Và trong cái khung cảnh quay trở về lung linh huyền ảo ấy, cái lời thoại của Vũ Nương khiến cho chúng ta không thể nào quên. Thiết nhờ ơn của Linh Phi, đúng không? Đã thể sống chết mà không bỏ, đa tạ tình chàng thiết chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Đầu tiên là khẳng định ơn nghĩa đối với Linh Phi, và là một người trọng tình nghĩa nên Vũ Nương sẽ không bao giờ, đúng không nào, không bao giờ là quên đời đền ơn đáp nghĩa đối với cả Linh Phi, người đã cứu mạng nàng. Nhưng bên cạnh đó, trong lời nói của Vũ Nương ta còn thấy là nàng rất bao dung, nàng đã phần nào tha thứ cho Trương Sinh rồi, đa tạ tình chàng thiết chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Đó, tất cả những chi tiết ấy đều khiến cho chúng ta cảm thấy được rằng là Nguyễn Dữ dùng ngòi bút của mình đã làm hoàn thiện nên vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Không những là vẻ đẹp về ngoại hình mà còn là vẻ đẹp về tâm hồn, phẩm chất, tính cách nữa. Sau khi phân tích xong tất cả những ý đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau đánh giá nhé. Phần đánh giá này giống như là một lần chúng ta gói gọn lại toàn bộ nội dung vừa mới viết để bạn đọc có được cái nhìn khái quát nhất. Đây, phần đánh giá của chúng mình như sau. Trước tiên thì ta sẽ đánh giá về nhân vật Vũ Nương, phần mà chúng mình vừa phân tích ý, đúng không? Nhớ, Vũ Nương thật là người phụ nữ nết na, hiền thục, đảm đang, tháo vát, thờ kính mẹ chồng, rất mực hiếu thảo, một dạ thủy chung với chồng và hết lòng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Đây là câu văn mà ta nêu lại toàn bộ những phẩm chất của Vũ Nương. Được chưa? Toàn bộ những vẻ đẹp của Vũ Nương. Sau đó chúng ta sẽ khẳng định là với vẻ đẹp như vậy thì Vũ Nương xứng đáng là một người phụ nữ hoàn hảo, là khuôn vàng thước ngọc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Và để mà khắc họa được tất cả những vẻ đẹp ấy, chắc hẳn nhà văn Nguyễn Dữ phải là một nhà văn giàu tấm lòng nhân đạo,
Bởi ở đây trong xã hội phong kiến, có mấy ai dành được cái tình cảm đối với những người phụ nữ nết na hiền thục như Vũ Nương không ạ? Đó, phải xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, phải xuất phát từ một ngòi bút giàu ý, giàu giá trị hiện thực thì Nguyễn Dữ mới sáng tạo thêm được những chi tiết kỳ ảo này, mới đem đến cái tiếng nói nhân đạo hướng về nhân vật Vũ Nương trong câu chuyện Vợ Chàng Chuông, đúng không nào? Và để xây dựng được tất cả những nội dung ấy, còn có sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật xây dựng tình huống bất ngờ này, đặt nhân vật vào nhiều mối quan hệ, sử dụng yếu tố hoang đường, kỳ ảo. Đó, đó sẽ là phần đánh giá của chúng mình, các em nhé. Phần đánh giá này các bạn viết một cách ngắn gọn thôi, ngắn gọn gần giống như kết bài thôi nhé. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ kết lại trong bài viết của mình. Chúng ta có thể chọn rất nhiều những cách kết bài khác nhau. Phần này chị đã hướng dẫn rất là nhiều trong các phần phát trực tiếp hay là trong các buổi học cùng với các em rồi. Các bạn có thể xem lại nhé. Như vậy, trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu và ôn tập lại những kiến thức liên quan đến vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Chốt lại cùng với chị nào. Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương có hai khía cạnh chính. Một là vẻ đẹp ngoại hình và hai là vẻ đẹp phẩm chất. Đặc biệt ta phải nhấn mạnh về vẻ đẹp phẩm chất với năm phẩm chất như sau. Một là người phụ nữ nết na, đúng không nào? Đảm đang, nết na, đoan trang. Hai là một người phụ nữ giàu lòng thủy chung này. Ba là một người con dâu hiếu thảo. Bốn là một người mẹ thương con. Và thứ năm là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, rất coi trọng tình nghĩa. Đó, có năm phẩm chất như vậy về nhân vật Vũ Nương, các bạn đừng quên nhé. Và nếu như chúng ta gặp đề bài về phân tích một trong những khía cạnh của vẻ đẹp đó, thì các bạn hãy cứ triển khai những dẫn chứng mà chị vừa mới nêu. Nhớ là phải luôn đi kèm với dẫn chứng. Được không nào? Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay của chúng ta như vậy là đã khép lại rồi đấy. Chị mong rằng là với một phần bài học nho nhỏ như thế này thôi, chúng ta lại có thêm những giờ phút ôn tập môn văn một cách hiệu quả nhé. Và đừng quên theo dõi nhiều bài giảng môn văn khác ở trên các kênh truyền thông của Học Văn Chị Hiên. Ví dụ như là kênh Facebook Học Văn Chị Hiên cho cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 này, hay là kênh YouTube Học Văn Chị Hiên. Trên kênh YouTube Học Văn Chị Hiên cũng đã đăng tải rất nhiều những video bài học mà các em có thể lên đó tìm xem lại một cách có hệ thống nhất nhé. Hay là có thể theo dõi kênh TikTok Học Văn Chị Hiên, hoặc các em có thể tìm kiếm tài liệu trên website hocvanchihien.com. Đó là tất cả những nội dung mà hôm nay chị muốn đem đến với các bạn. Rất cảm ơn các em vì đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chị nhé. Còn bây giờ thì các em hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Bye bye!